Đây là Singapore, quốc gia có diện tích nhỏ thứ nhì tại châu Á. Nó chỉ tương đương với huyện Cần Thơ thuộc thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Dân số quốc đảo này rơi vào khoảng hơn 5 triệu người. Mặc cho nguồn lực có vẻ nhỏ bé như thế, thế nhưng trong vòng nửa thế kỷ qua, Singapore được biết đến như là trung tâm kinh tế, tài chính, nơi có thị trường tự do bậc nhất thế giới. Đây cũng được xem là một trong những cảng biển quan trọng hàng đầu trong ngành vận tải hàng hải của nhân loại. Trong bài phát biểu của Thủ tướng Lý Quang Diệu, được coi là cha đẻ của Singapore độc lập, vào năm 1971, tức là chỉ 8 năm sau ngày tuyên bố độc lập khỏi Anh quốc, có đoạn: "Lẽ dĩ nhiên là mọi người biết rằng Singapore là một nơi giàu có, chúng tôi có cơ sở hạ tầng, hệ thống liên lạc tốt, có biển, không khí và đất đai, có hệ thống ngân hàng ổn định và những người lao động lành nghề. Và bạn nghĩ rằng mọi thứ đó đều tự nhiên mà có ư? Thế nhưng có một điều bạn không hề biết, chúng tôi đã tự tạo ra tất cả những thứ đó." Vậy tại sao họ có thể làm được điều đó với nguồn lực hạn chế của mình? Trong suốt nhiều thế kỷ, người Anh quốc đi khắp thế giới tìm kiếm những vị thế chiến lược để đặt các cảng biển, bởi họ hiểu rằng ai kiểm soát được các tuyến đường xuyên đại dương thì sẽ thống trị thế giới. Đầu thế kỷ 19, khi tìm kiếm các cảng biển tiềm năng tại châu Á, người Anh đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ nằm ở cuối bán đảo Mã Lai. Nó nằm đúng ngay con đường ngắn nhất xuyên từ Ấn Độ Dương qua đến Thái Bình Dương. Vào năm 1819, chính trị gia người Anh là Stamford Raffles đã thành lập ra nhà nước Singapore hiện đại ngay tại chính hòn đảo này. Vào năm 1826, họ đã dựng nên một khu định cư eo biển của đế quốc Anh ở Singapore. Từ đó cho đến tận năm 1963, hòn đảo nhỏ bé này nằm dưới quyền kiểm soát của London, thuộc địa Singapore, trở thành một trung tâm trung chuyển trong khu vực Nam châu Á, có trách nhiệm nhận hàng từ phương Tây, rồi xuất khẩu nguyên liệu thô của khu vực Đông Nam Á ra khắp thế giới. Nguyên liệu thô ấy chủ yếu bao gồm mủ cao su và thiếc. Do tính chất của một trạm trung chuyển nên đã biến Singapore trở thành một khu vực đa văn hóa, hấp dẫn rất nhiều thương nhân Anh quốc và cả châu Âu ghé thăm. Người Anh đã xây dựng nó trở nên thịnh vượng với tàu thuyền tấp nập, hệ thống tài chính mạnh mẽ và cả những tụ điểm ăn chơi giải trí. Đại thần nhà Nguyễn là Phạm Quỳnh từng sang Singapore thuộc Anh quốc vào năm 1922 đã ghi lại quang cảnh phồn vinh mà ông chứng kiến như sau: "Lần này mới được trông thấy một nơi hải cảng là lần thứ nhất, thật là một cái cảnh tượng to tát. Cửa Hải Phòng, cửa Sài Gòn của ta kể cũng khá to, thế nhưng so với cửa Singapore này thì còn kém xa nhiều. Bến liền nhau với bể, chạy dài đến mấy nghìn thước, tàu đỗ không biết cơ man nào mà kể. Tàu của khắp các nước đi từ Á Đông sang Ấn Độ và Âu Tây đều phải qua đây. Phố xá đông đúc, san sát những hiệu khách cả. Có mấy dãy phố toàn là những nhà tửu lầu khách sạn, ngày đêm tấp nập những khách ăn chơi, người đi lại. Cho đến năm 1959, người Anh trao cho quốc đảo này quyền tự quyết hoàn toàn với chính phủ. Nắm lấy thời cơ đó, Đảng Hành động Nhân dân được lãnh đạo bởi chính trị gia trẻ tuổi là Lý Quang Diệu đã tạo được sự ủng hộ lớn trong dân chúng. Mục tiêu của đảng này là tăng điều kiện sống, nâng cao mức lương, cung cấp chế độ y tế và giáo dục. Để đạt được mục tiêu này, vào năm 1963, Lý Quang Diệu đã tiến hành tách ra khỏi Anh quốc, nhập vào Liên bang Malaysia. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, Singapore đã bị trục xuất khỏi liên bang này sau những bất đồng quan điểm chính trị, chính phủ của bang và hội đồng liên bang tại Kuala Lumpur. Singapore được độc lập 2 ngày sau đó. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1965, sau này đã trở thành ngày quốc khánh của Singapore. Malaysia là nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Singapore. Thế nhưng Lý Quang Diệu thời điểm đó rất buồn. Ước vọng của ông là được sát nhập vào Malaysia. Trong suốt thời kỳ ấy, đất nước phải đối mặt với vô số thách thức nảy sinh. Với sự sáp nhập thất bại, cùng quan hệ thương mại vốn đã gây tranh cãi trong khu vực, nền kinh tế phụ thuộc vào giao thương đã bị đi xuống. Nguyên nhân chính là do người Anh đã rút gần hết vốn khỏi quốc đảo này, đóng cửa các căn cứ quân sự vốn trước đây dùng để bảo vệ Singapore. Điều này đã tạo ra sự bất ổn trong nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Thêm vào đó là 20% GDP của quốc gia này thời điểm đó đến từ các dịch vụ dành cho các căn cứ quân sự và các quân nhân của người Anh. Khi họ rút đi, đã để lại một đống điêu tàn từ việc thất thủ. Thêm vào đó, Singapore cũng mất luôn tấm lá chắn bảo vệ từ Anh quốc. Dân số quá ít, tài nguyên không nhiều, khiến họ không thể tự tạo ra một quân đội đủ mạnh. Ngoài ra, là một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa nên khó có thể dung hòa được trong xã hội tạo ra các căng thẳng và bạo loạn. Cuộc sống của Singapore thời điểm vào thập kỷ 1960 chủ yếu là tồn tại mà thôi. Tư duy sinh tồn đơn thuần đã ăn sâu vào nền kinh tế, chính trị và hệ thống xã hội. Lý Quang Diệu và chính phủ của mình buộc phải thi hành chính sách có phần độc tài để cai trị. Tuy là hơi thiếu dân chủ, tuy nhiên lại hữu ích thời điểm đó khi tạo ra sự thống nhất lãnh đạo. Hệ thống tư bản nhà nước được hỗ trợ với các hội đồng theo luật định. Các hội đồng tự trị này cũng cung cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội. Chẳng hạn như vào năm 1960, Hội đồng Phát triển Nhà ở của Singapore đã làm thay đổi tình trạng nhà cửa tại đảo quốc này.
Trong những năm đầu giành được độc lập, cơ quan này đã tập trung vào xây dựng nơi an cư lạc nghiệp cho tới 550.000 dân cư, tương đương với 1/4 dân số. Cho đến nay, theo đã tạo ra được 23 khu phố mới khắp đảo quốc. Vào năm 1960, chỉ có 9% người được sống trong các nhà ở xã hội, thì tới năm 1985, con số này đã là 80%. Thế nhưng quan trọng nhất là cách mà Singapore tái cấu trúc nền kinh tế của mình. Họ xác định rằng muốn phát triển phải thu hút được vốn đầu tư nước ngoài. Trong thập niên 1970, Lý Quang Diệu chủ trương tập trung vào các ngành sản xuất như là làm dệt may và điện máy. Nó đã bắt đầu thu hút được sự chú ý của nguồn vốn FDI. Sự phát triển công nghiệp cần thêm đất đai, vì thế mà chính phủ đã tiến hành các biện pháp lấn biển đầu tiên. Suốt nhiều thập kỷ, họ đã tạo ra thêm nhiều đất đai lan rộng ra. Từ đó, họ đầu tư thêm cơ sở hạ tầng tốt để sẵn sàng đón các nguồn vốn từ nước ngoài. Ngoài các hội đồng luật định chịu trách nhiệm phát triển với các dịch vụ công, thì chính phủ Singapore còn tạo ra một hệ thống các doanh nghiệp quốc doanh và bán quốc doanh. Chúng chịu quyền kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Vào thập kỷ 1970, chính phủ Singapore thông qua các doanh nghiệp quốc doanh này chịu trách nhiệm về 85% tổng sản lượng sắt và thép của quốc gia, 67,8% ngành sửa chữa và đóng tàu thuyền. Ngành kinh tế của Singapore còn có sản xuất thức ăn, sản xuất gỗ và hóa chất. Tất cả đều nằm dưới sự cầm trịch của chính phủ. Đến năm 1980, chính phủ Singapore đã sở hữu 87 công ty. Từ các công ty này lại có hàng loạt các công ty con. Điều đó dẫn tới việc chính phủ nước này đã có liên hệ chặt chẽ với 400 công ty khác nhau. Một con số ấn tượng khi dân số của họ chỉ vào khoảng 5 triệu. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, trong vài thập kỷ tiếp theo, người dân Singapore đã khuyến khích tư nhân hóa các doanh nghiệp. Chính phủ dỡ bỏ bớt quyền kiểm soát tại các ngành nghề đã phát triển ổn định. Lúc này, thì họ chỉ còn chú trọng vào các khoản đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế còn đang kém. Tầm nhìn của Lý Quang Diệu giờ đây không còn nằm ở các ngành sản xuất như dệt may, khai thác gỗ. Ông muốn biến Singapore trở thành một trong những trung tâm thương mại và tài chính toàn cầu, nơi phát triển công nghệ mới nhất. Có 3 yếu tố then chốt đến Singapore trở thành một trung tâm tài chính. Đầu tiên là chính sách, với quy định và sự giám sát chặt chẽ đã mang lại niềm tin cho nhà đầu tư. Điều này đã giúp Singapore ổn định lại tài chính, ngay cả trong cuộc khủng hoảng toàn cầu vào năm 2007 đến năm 2008. Sự hỗ trợ từ chính phủ được cho là rất dồi dào, với các biện pháp khuyến khích nhằm thu hút nhiều người chơi hơn vào lĩnh vực tài chính và khuyến khích sự phát triển của lĩnh vực này. Ví dụ gần đây, để giúp giảm bớt các tác động tiêu cực từ COVID-19 đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm, MAS đã công bố gói hỗ trợ 125 triệu đô la cho các công ty trong lĩnh vực này. Thứ hai là Singapore có một lượng lớn các chuyên gia tài chính để đảm bảo nguồn lao động có kỹ năng. Viện Ngân hàng và Tài chính Singapore là IBF và Lực lượng Lao động Singapore là WSG đã tham gia đào tạo cho các chuyên gia những bộ kỹ năng cần thiết giúp họ phát triển trong ngành. Thứ ba là cơ sở hạ tầng kinh doanh. Các chi phí như tiền lương và thuê nhà ở đã tăng đều đặn. Tuy nhiên, thì giá thuê văn phòng tại Singapore vẫn thấp hơn so với các trung tâm tài chính đối thủ hàng đầu như là London, New York, Hồng Kông và Tokyo. Trong khi nói về cơ sở hạ tầng, Singapore là một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến. Họ đứng hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng giao thông, cũng là một trung tâm hàng không nổi tiếng và trung tâm cảng sầm uất. Ngày nay, vị thế trung tâm tài chính mà vị cố thủ tướng này tạo lập vẫn liên tục được củng cố. Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu cập nhật đến tháng 9 năm 2021 xếp Singapore là trung tâm tài chính ảnh hưởng lớn thứ tư thế giới sau New York, London và Hồng Kông. So với lần xếp hạng lần trước vào tháng 3 năm 2021, thứ hạng của Singapore vẫn tiếp tục tăng lên một bậc. Ngày nay, với sự phát triển về công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Singapore vẫn đang nằm trong thế dẫn đầu. Chính phủ Singapore đang tích cực cung cấp vốn nhằm giúp chuyển đổi kinh tế số trên quy mô quốc gia. Mặc dù người dân Singapore vốn nổi tiếng là có hiểu biết về công nghệ và sớm áp dụng công nghệ, thế nhưng mà họ vẫn được đào tạo bổ sung và nâng cao kỹ năng về công nghệ. Theo báo cáo của hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu vào năm 2023, Singapore đã tăng 10 bậc lên vị trí thứ 8 về trung tâm khởi nghiệp trên bảng xếp hạng thế giới. Bên cạnh đó, thì thung lũng Silicon giữ vững một vị trí số 1, trong khi Thượng Hải đứng thứ 9. Singapore cũng có vốn tư nhân cao nhất trong ASEAN, vượt mặt hai thị trường được đánh giá là khá cao trong khu vực là Indonesia và Malaysia, với tỷ lệ lần lượt là 46% so với 27% và 12%. Tất cả tạo nên một Singapore hùng mạnh, một trung tâm kinh tế của thế giới. Nó được tạo nên không phải tự nhiên mà là tầm nhìn của những người đặt nền móng.